chào tất cả quý vị và các bạn cùng trở lại với bốn bánh cao su. Ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục làm video và giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc xe 7 chỗ máy dầu số sàn mới về tại salon. Đó là một chiếc Everest đời 2009, một chiếc xe màu phấn hồng và đã lên form mới. Đó, form dáng sẽ đẹp hơn rất nhiều so với form 2007-2008. Thì đây là toàn bộ tổng thành xe này, một chiếc xe màu phấn hồng. Thì đối với dòng Everest máy dầu này thì quý vị các bạn rất hay ưa chuộng đối với màu phấn hồng này, nhìn nó sẽ sáng xe hơn so với màu đen. Đó. Và rất nhiều người hỏi về dòng xe này bởi vì là 2008 cũng như là 2009 thì hai chênh nhau một đời, nhưng tuy nhiên thì form dáng nó khác nhau hoàn toàn. Và rất nhiều người hỏi về mẫu 2009 form mới này. Đó. Thì tại hôm nay mới về và tôi sẽ quay chi tiết cũng như là giới thiệu tới quý vị và các bạn để quý vị và các bạn tham khảo và lựa chọn chiếc xe này về chạy gia đình hay chạy dịch vụ đều ổn. Đó. Thì đối với form mới thì nó sẽ là pha đèn mắt xích cũng như là sẽ không còn chiếc chữ Everest đằng sau phần lốp treo này nữa. Đó, đây. Và đây là toàn bộ về tổng thành lốp cũng như là la răng. Đó, la răng là la răng đúc. Đó, lốp rất là mới đây. Cũng như là cua lốp và sắt xi này. Đó. Đây. Một chiếc xe chính chủ tư nhân gia đình. Đó. Không chạy dịch vụ taxi và gầm rất là cao, nên tôi có thể đưa cả chiếc máy quay vào trong gầm như thế này. Đó. Đây. Toàn bộ phần gầm này. Đó. Một chiếc xe mà tôi đánh giá khá là đẹp. 7 chỗ máy dầu và tiết kiệm nhiên liệu. Dòng xe này nếu số sàn nó sẽ chạy trung bình khoảng 8 lít dầu 100 cây. Đây toàn bộ phần lốp này. Đó, đây. Toàn bộ cua lốp. Đó, và form mới nó sẽ có cả xi nhan trên gương. Và chiếc xe này đăng kiểm rất là dài, đến tháng 7 năm 2020. Và pha đèn nó đã lên là pha đèn mắt xích, không còn là đèn vuông nữa. Đó, toàn bộ hệ thống lưới tản nhiệt này. Đó. Và chúng ta sẽ cùng đi vào nội thất của chiếc xe này. Thì đây là toàn bộ nội thất. Nội thất là nội thất màu kem, nhìn khá là sạch và sang trọng. Tôi sẽ nổ máy cho quý vị bạn thấy. Đó, hiện tại máy đang nổ đây. Một chiếc xe đã đầy đủ về hệ thống màn hình DVD cũng như là camera hành trình. Đây, chúng ta thấy camera hành trình này. Đó. Đây, option khá là đầy đủ và đẹp. Bóng khí bên phụ này cũng như là bóng khí trên bô lăng. Và toàn bộ nội thất ghế da đều rất là căng và đẹp, không bị rách hay là xù. Đây, toàn bộ nội thất. Chiếc xe này form dáng rất là rộng, kể cả hàng ghế cuối cùng chúng ta ngồi người lớn vẫn rất thoải mái. Và trên trần sẽ có hai dàn điều hòa trên trần cách biệt cho chúng ta được là khi khởi động xe là kể cả người ngồi sau cùng cũng sẽ mát luôn, không bị nóng. Trần thì đã được bọc một lớp ni lông bảo vệ. Đó. Và toàn bộ tấm ni này. Đây, tay nắm cửa khóa chrome hoàn toàn rất là sáng. Đây. Một chiếc xe bảo hành cho quý vị và các bạn về đâm đụng hay là ngập nước. Đó. Và của hệ thống cụ số này như là cốt. Thì trong khoảng thời gian vừa rồi tôi cũng có bán rất nhiều về dòng xe Everest này, về 2008, 2012 và 2013. Đó. Và chiếc xe 2009 form mới này thì hiện tại giá nó sẽ rơi vào trung bình khoảng 430 triệu là bao gồm cả phí rút hồ sơ. Mà 2008 hiện tại salon đang có 3 chiếc thì nó sẽ rơi vào khoảng 345 triệu. Đó. Đối với 2008 và 2009 chênh nhau một đời nhưng khác về form. Đó, mỗi lần nâng form thì giá nó sẽ chênh nhau, chênh lệch lớn hơn so với mà cùng form. Mà ví dụ như 2009, 2010 thì nó sẽ không chênh nhau bao nhiêu tiền, nhưng tuy nhiên thì lệch form từ 2008 hay là 9 nó sẽ chênh nhau khá xa. Đó, đây. Toàn bộ mặt tắp lô này. Đó, điều hòa rất là mát và hiện tại máy đang nổ đây. Đầu xe máy dầu và ngồi trong xe hoàn toàn như chúng ta thấy thì cũng khá là êm, không bị ồn nhiều. Ví dụ dòng Fortuner nó có thể sẽ ồn hơn dòng xe này. Đó. Đây rồi, đầy đủ gương điện kính điện này. Đó, đầy đủ hệ thống gương điện kính điện. Đây, phần gương ngoài này. Chúng ta thấy còn có cả một phần gương nhỏ được độ thêm
Ở dưới gương chính thì chúng ta nhìn thấy cả, đây nhìn thấy cả lốp sau này, cũng như là nhìn thấy cả thân xe. Đó, cái gương nhỏ rất khá là tiện. Đó. Và chúng ta sẽ cùng đi về phần máy của chiếc xe này. Và đây là toàn bộ khoang máy của chiếc xe Everest đời 2009. Đây chúng ta thấy thì khoang máy rất là sáng và những con ốc nguyên bản. Chúng ta thấy đây, máy rất sáng và khô. Máy dầu mà chúng ta thấy sáng và khô như thế này thì hoàn toàn rất là chất. Đó, phần nỉ khoang máy này, hệ thống ABS này, cũng như là toàn bộ phần răng này. Đó, toàn bộ phần răng đây, cũng như là lắp capo keo chỉ nguyên bản và phần nỉ trên lắp capo này còn nguyên. Đây, toàn bộ răng này, hệ thống đinh bấm và hệ thống lưới tản nhiệt. Chiếc xe này thì như tôi đã nói thì về độ tiêu hao nhiên liệu dầu của nó sẽ rơi vào trung bình khoảng 8 lít 100 cây. Đó, rất là ít và tiết kiệm, phù hợp với chạy gia đình hoặc là chạy thêm dịch vụ. Đây là video tôi đã quay và giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc Everest đời 2009 form mới và chiếc xe có giá khoảng 430 triệu. Nếu ai có nhu cầu về dòng xe này hoặc là muốn tư vấn điều gì về các dòng xe khác thì hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại tôi để phía dưới màn hình. Sau đây tôi xin phép được kết thúc video và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.